em xin kính chào quý khách hàng của Tiền Vàng, chị Minh Thảo à. Hôm nay là em có lộc của vợ chồng anh Hải nha quý khách nha. Mình ở Long An lên đúng không chị? Ở Long An lên là nha quý khách nha. Đến đó ngồi Tiền Vàng chị Minh Thảo em là một mâm vàng luôn nha mấy chị ha. Wow, đẹp cực kỳ luôn. Trị giá mâm vàng này là có là 220 triệu hơn luôn nha quý khách nha. Rất là đẹp luôn. Hơn 220 triệu. Thứ nhất là mua một sợi dây nè. Đó, dây này gần 3 lượng 6 nha. Chị Hồng Kông ống kim tiền luôn, rất là đẹp luôn. Rồi thứ hai nữa là chị mua cho mình một bộ hàng cao cấp siêu phẩm luôn ha. Một bộ cao cấp siêu phẩm luôn. Bộ này là bộ kiền quấn hoa luôn ha. Móc máy si hai màu phun tắm luôn ạ. Có vòng nè, có kiền, có bông và có nhẫn ha. Cái này là vàng công ty 610 đồng nha các khách nha. Rất là đẹp ạ. Và đi kèm theo là chị mua thêm một cái dây liền mặt với là một cái nhẫn châu bi nha. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu cái dây trước cho mấy anh mấy chị nha. Dây này đồng lượng vàng của nó là 3 lượng rưỡi 8 phân. Ống của nó là ống kim tiền một bên nha. Và một bên của nó là ống rồng luôn. Thiết kế hình con rồng luôn nha. Cuộn quanh luôn. Dây rất là sáng nha. Anh ơi em mời anh của em đeo cho anh luôn nha. Anh cao mấy chị, anh cao đôi con nha, đem mấy cái dây rất là sang luôn ha. Cái mẫu dây này thì bên em có đủ đồng lượng luôn cho của khách hàng của mình ha. Rồi. Dễ thương lắm mấy chị. Rồi tới chị ha. Cái dây này đồng lượng vàng nó tầm khoảng là 1,5 chỉ. Cái nhẫn tầm khoảng 1 chỉ ha. Cái dây thì em đem cho chị luôn ha. Chị mua hai bộ để thay đổi mấy chị. Dây là chị đeo hàng ngày ha. Cái nào cũng vừa tay luôn mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Rồi cái dây em đeo chị luôn, cái dây này rất là dễ đeo nha mấy chị. Dây là nó có tân đơ nha, nó có tân đơ và thêm có toàn ten hoa sen ở phía sau luôn, nên đeo rất là sáng và dễ đeo nữa. Cái cổ mình tròn hay cổ nhỏ đeo được hết nha mấy chị ha. Rồi cái bộ kiền thì em xin phép bỏ vô với chị nha. Dạ mấy anh mấy chị ơi, thì tiệm em là có thành lập một cái kênh YouTube nha. Mang tên đó là tiệm vàng Kim Minh Thảo. Thì em xin kính mời quý khách hàng vào YouTube coi tiệm em nha. Thì tiệm em là có cập nhật mẫu mới thường xuyên cho quý khách hàng luôn. Rồi thì mấy anh mấy chị nhớ nhấn đăng ký giùm em nha, đăng ký để được cập nhật mẫu mới thường xuyên của khách hàng ơi. Thì cái này em sẽ bỏ vô hộ chị nha. Cảm ơn vợ chồng anh chị đã đến ủng hộ tiệm vàng của em ạ. Cảm ơn rất là nhiều nha anh chị, ở xa mà không ngại đường xa đến ủng hộ. Rất là trân quý tình cảm của anh chị dành cho tiệm của em luôn. Rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng hôm nay là em có lộc của cô Nhung nha khách nha, cô ở quận Bình Chánh nè. Đến nó ngồi tiệm vàng Kim Minh Thảo là một siêu phẩm rất là đẹp nha mấy chị. Thứ nhất thì em xin giới thiệu này, một cái kiền, một cái mặt dây chuyền ha, một cái nhẫn nữ nè, đó rất là xinh. Đi kìa là một đôi tay luôn nha. Cô rất thích màu xanh nha khách nha, màu xanh là may mắn và màu xanh hy vọng ha. Cái kiền này trọng lượng vàng của nó là hơn 6 chỉ, gần 7 chỉ cái kiền này ha. Và cái mặt dây chuyền hình con nhện rất là xuất sắc luôn. Thiết kế rất là đặc luôn nha quý khách nha, đẹp cực kỳ luôn. Đây cái mặt dây chuyền con nhện này là trọng lượng vàng còn là cũng hơn 6 chỉ luôn, rất là cân xứng nha mấy anh mấy chị ha. Một cái kiền với một cái mặt dây chuyền rất là cân xứng luôn ha, đẹp cực kỳ ha. Màu xanh ở trên này cũng là hình con nhện luôn nha mấy chị, màu xanh ha. Rồi đi kèm là một cái nhẫn đá màu xanh luôn ạ. Cái nhẫn này là nhẫn ba ghét viền rồi nha, ba ghét màu xanh lá luôn nha mấy chị. Rất là sang luôn nha, một tầng hai tầng và ba tầng ha. Một trọng lượng vàng của nó là gần 1,6 chỉ ha. Đặc biệt là đôi bông tai, đôi bông là bông bạc hình màu xanh luôn nha. Bông bạc này trọng lượng vàng rất là thanh mảnh nha mấy chị. Bông bạc chỉ có 6/3 thôi ha. Tổng cái đề sản phẩm mà cô mua ngày hôm nay á là gần 60 triệu nha khách nha. Cảm ơn cô Nhung nhiều đã ghé mua tiệm vàng của con nha, cảm ơn cô ạ. Cái này là cô hôm nay em mở hộp cho cô ha. Mấy anh mấy chị ơi, tiệm em là có một cái kênh YouTube nha mấy anh mấy chị nha. Bên em mới làm thành lập một kênh YouTube, kênh nó tên là Trần Thị Tiệm Vàng Kim Minh Thảo.
mấy anh mấy chị là bên em là có gắn cái đường link ở dưới những cái video á, thì là em xin kính mời quý khách hàng nhắn vào đường link nha, để mình cập nhật bên trang YouTube để được xem những mẫu mới cập nhật thường xuyên cho quý khách hàng luôn ạ. Rồi. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Hôm nay là em có lọc sáng của cô Út Trang hết nha. Cô ở quận Bình Chánh nè. Đến ngồi tiệm vàng Kim Anh Thảo, em là bộ đồ cưới nè mấy chị nè. Thứ nhất đó là cô một cái dây ha, một cái lắc, một đôi tay. Cái này là hoa mai nha mấy chị nha, hoa mai hệ tượng trong gia đình yêu nha. Một sợi gờ kết hợp của trai gái rất là dễ thương mấy chị ơi. Cái mẫu này là con mua là trọng lượng ba cái này là một lượng nha mấy chị. Cái lắc hoa mai trọng lượng là gần 4 chỉ. Dạ, gần 4 chỉ ha. Cái dây chuyền mặt hoa mai luôn là dây hoa mai là móc máy nha. Móc máy rất là sáng luôn, trọng lượng là gần 5 chỉ mấy chị. Một đôi bông tai ha. Một đôi bông tai toàn ten. Toàn ten hoa mai ha. Trọng lượng đôi bông tai là 1 chỉ hơn nha. Dạ, cái vàng này em lấy thì là vàng công ty 980 luôn nha quý khách nha. Thì hiện tại là bên em là có một kênh YouTube mới luôn à. Thì xin kính mời quý khách hàng đến nhập đăng ký nha. Đăng ký ủng hộ kênh của tiệm em mấy chị. Kênh của tiệm em là tiệm vàng Kim Anh ạ. Rồi cái này là con xin phép bỏ vô hộp cho cô ha. Đây con giao cho cô ha. Một cái lắc, một cái dây, một đôi bông tai nha cô. Tổng cái đề sản phẩm mà cô ủng hộ ngày hôm nay là gần 60 triệu nha quý khách nha. Con gửi ở đâu nha cô? Dạ cảm ơn cô đã đến ủng hộ tiệm vàng của con nha. Mình nhớ giữ ở đâu nha cô, xem mày đổi cho tiền à. Dạ cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô ạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp hai mẹ con của chị Phương ha. Hai mẹ con mình là ở Bình Tân ạ. Thì hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo làm một bộ sản phẩm ha. Đây, bộ tư trang hôm nay gia đình mình chọn nè. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho quý khách ha. Đầu tiên là mẫu dây, dây và mặt ạ. Đây là dây xoắn khúc nha quý khách nha, dây máy làm theo công nghệ Ý nè. Và một cái mặt dây chuyền thương hiệu vừa cái tấm vừa cắt máy luôn. Dây và mặt này thì trọng lượng của nó cỡ khoảng chỉ 1, chỉ 2. Nhỏ, xinh, đeo hàng ngày cũng được ha. Tiếp theo là một cái lắc hột trắng ạ. Mẫu lắc này thanh mảnh ha, nhìn xinh lắm luôn. Những cái viên đá của nó là hàng cao cấp nha quý khách nha. Hột xịn đó. Này. Đeo lên tay nhìn cưng lắm, nhỏ nhỏ gọn, xinh. Và tiếp theo là một chiếc nhẫn. Nhẫn giả xoàn ha, một hột hai tầng tròn tắm ạ. Tay tắm chìm. Nhìn thanh thanh rất là xinh. Mẫu nhẫn này thì trọng lượng của nó gần 5 phân nha quý khách nha. Rồi, đôi bông à, đôi bông thương hiệu Phương Tắm. Đây. Mẫu bông này là nhà em có rất là nhiều size luôn nha. Từ size nhỏ tới size đại, cỡ nào cũng có, vừa cái tắm này hoặc là cắt máy đều có hết luôn. Và siêu phẩm cuối cùng là một cái mặt dây chuyền chị mua tặng cho ba. Mặt dây chuyền này trọng lượng của nó gần 3 chỉ, chữ Nhật chạm rồng nổi à, có cắt máy phản chiếu luôn. Đó, rất là sáng, nam nữ này đều đeo cái mặt này được luôn nha quý khách nha. Rồi. Tổng thể những cái sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ tiệm vàng Kim Đình Thảo có trọng lượng là cỡ khoảng 6 chỉ hơn 7 chỉ á. 24 triệu hơn nha quý khách nha. Là tổng những cái sản phẩm này. Chị có đeo sản phẩm nào không chị? Dạ, vậy em để hết vào hộp cho chị luôn nha chị nha. Rồi, đây em gửi chị à. Rất là cảm ơn hai mẹ.